Chỉ mới khởi động tuần mới bằng ngày hôm qua thôi nhưng mà Bitcoin đã đi nhanh hơn so với dự kiến của chúng ta. Và mình nghĩ là nó cần phải có một vài ngày thì nó mới về đến những cái vùng ví dụ như là 25.000 hoặc là 24.900. Nhưng mà tối ngày hôm qua và chiều thì chúng ta cũng đã thấy được rằng giá Bitcoin đã thụng khỏi vùng 25.000 giống như chúng ta đã có một cái plan trước đó và đi về đến vùng 25 và 24.900 và trong cái video ngày hôm qua nếu anh em nào theo dõi kỹ thì mình cũng đã nhắc đến cái nhịp này và cái lý do vì sao là nó hoàn toàn có khả năng xảy ra cái điều này cái xu hướng của chúng ta hiện tại là cái xu hướng như thế nào thì mọi người có thể xem lại và hiện tại thì sau khi mà bitcoin nó đã xảy ra cái nhịp giảm này rồi và gần như là đã breakout ra khỏi cái vùng sideways này. Mặc dù là nó đã đi nhanh hơn so với dự kiến của chúng ta. Tuy nhiên là một khi nó đã breakout ở đây thì khả năng giai đoạn sắp đến chúng ta sẽ có những cái đợt sóng nhất định ở trên thị trường và chúng ta sẽ cùng phân tích để xem thử là cái nhịp sóng tiếp theo nó sẽ đi như thế nào. Vào trading. Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta đang ở ngày 12 tháng 9 và tình hình giá của Bitcoin ở trên thị trường thì mọi người cũng đã biết hiện tại Bitcoin nó đã chính thức có một cây nến ngày đóng thủng khỏi vùng 25.500 để về đến vùng 25.100 và bỏ qua luôn cái vùng 25.300 và trước đó chúng ta kỳ vọng 25.300 sẽ là một cái khu vực chốt chặn để giúp cho Bitcoin có một cái nhịp hồi lên để lấy thêm khoản trước khi là có thể về đến 25.000 nhưng mà hiện tại là sau cái việc mà đóng nến tuần ngày hôm qua thì bây giờ là giá Bitcoin đã nằm ở vô khu vực là 25.000 rồi và đối với trên khung nến tuần thì ngày hôm qua mình cũng đã có báo với mọi người là khi mà cái vùng đáy đóng cửa ở trên các khung nến tuần này ở 25.809 tức là 25.900 vùng này đã chính thức bị cây nến tuần vừa qua nó phá vỡ và đóng cửa thủng khỏi cái vùng này thì chính thức coi như là cái vùng giá đáy ở đây là chúng ta đã bị tạm thời là cross qua vậy nên trong ngày hôm qua chỉ ngay ở cái ngày đầu tuần thôi thì giá nó cũng đã break out và phá vỡ đi thủng khỏi cái vùng biên ở bên dưới này để về ở vùng là 25.000 và hiện tại thì vùng này vẫn là một cái vùng hỗ trở khá là nhạy cảm và nó khá là khó để nhận biết được tại vì ở đây có rất là nhiều các cái râu nến ở trên khung nến tuần cho nên là cái biên độ chênh lệch giá ở cái vùng này nó sẽ xảy ra khá là cao ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một cái vùng biên độ nó dao động đối với thân nến sẽ nằm ở quanh ngưỡng khoảng từ 24.000 cho đến 25.000 và vùng này thực sự sẽ là một cái vùng khá là khó chịu và chúng ta sẽ không biết chính xác được một cái cái giá cụ thể nào và chúng ta sẽ đi vào những cái khung nhỏ để nhận định tốt hơn trên khung D1 và trên khung H4 thì nó cũng khá là tương đồng như nhau và hiện tại cái điều quan trọng nhất chúng ta cần để ý đó là cái vùng này nó đã chính thức bị phá vỡ là cái vùng đáy 25.500 25.700 vùng này đã chính thức bị phá vỡ và ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một pha short từ vùng 25.700 về đến là 25.100 25.000 thì chúng ta cũng đã ăn được một nhịp đâu đó khoảng tầm 500 đến 700 giá trong cái nhận định đó và kế hoạch đó nó đã chính xác thì giúp cho chúng ta có được một cái lệnh và một cái hiệu suất giao dịch khá là tốt trong ngày hôm qua và ở đây hiện tại thì chúng ta đã thấy thấy được là cái nền giá hỗ trợ này nó đã bị chính thức phá vỡ nhưng mà trên livestream tối ngày hôm qua mình cũng đã có nhắc với mọi người đối với cái nhịp breakout lần này và đặc biệt là cái vùng này đang là một cái vùng hỗ trợ khá là nhạy cảm ở đây ở trên khung D1 chúng ta vẫn còn vùng hỗ trợ ở 25.100 nữa và đóng nến như thế này thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho một cái trường hợp đó là nó sẽ xảy ra những cái nhịp fake out tức là chúng ta cũng không có loại bỏ đi khỏi cái việc là đây là một cái nền giá sideways và giá nó break out ra khỏi cái vùng dưới này và đây chỉ là một cái tín hiệu fake out tức là dụ dỗ chúng ta vào sót đuổi tiếp và sau đó có thể là nó sẽ kèm theo một cây nến bật tăng lên giống như cái giai đoạn trước đây hoặc là giống như cái giai đoạn trên này là nó bật tăng lên và sau đó fake out là giảm xuống thì ở đây chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho một cái kịch bản đó là ở đây nó nếu nó xuất hiện một cái cây nến xanh tăng lên thì gần như đây là một cây fake out và giá nó sẽ có thể là hồi phục rất là nhanh còn ở đây nếu mà tiếp tục cần phơm cho một cái cây nến đỏ nữa thì khả năng là cái vùng giá này của chúng ta sẽ không có trụ được lâu và có thể là thị trường nó sẽ chạy nhanh hơn những cái nhịp mà chúng ta dự kiến đặc biệt là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có tin tức quan trọng nhưng mà đến ngày mai chúng ta sẽ có thông tin về chỉ số CPI lạm phát của Mỹ và giai đoạn này cái chỉ số đó nó cũng khá là căng cho nên đối với cái nhịp thị trường lần này thì có vẻ là nó đang tạo một cái tiền đề nào đó để dành cho sau cái nhịp ngày 13 tháng 9 nó sẽ xảy ra một cái nhịp đợt sóng mới và chúng ta sẽ quan sát cái đợt sóng này còn lại tạm thời hiện tại ở trên D1 thì bây giờ ở cái vùng giá này chúng ta vẫn không thể sell cũng không thể buy tại vì thứ nhất là nếu bây giờ chúng ta sell thì chúng ta có thể là đang bán ở ngay vùng hỗ trợ ở ngay vùng đáy là 25.000 và chưa kể là chúng ta vẫn có khả năng sẽ ra một nhịp phép cao nữa thành ra nếu chúng ta sell vào ở đây thì rất là rủi ro còn nếu chúng ta buy vào ở đây thì mặc dù đây là một vùng hỗ trợ cứng Tuy nhiên là chúng ta sẽ đi ngược lại với cái xu hướng của thị trường và mọi người cũng biết được là cái áp lực của phe bán hiện tại nó đang mạnh mẽ như thế nào khi mà giá nó liên tục lên đến những cái vùng 26.000, 27.000 lần trước và nhanh chóng quay trở lại tức là một cái áp lực bán cực kỳ lớn và đặc biệt hiện tại thị trường nó vẫn còn rất là nhiều các cái thông tin không có tốt ví dụ như liên quan đến FTX các thứ nhưng mà quan điểm của mình thì cho dù những cái tin đó nó như thế nào thì nó cũng chỉ là những cái thông tin ra để hợp lý hóa cái đường giá mà thôi cho nên mình cũng không có quá quan trọng những cái thông tin đó không phải là những cái tin dẫn đến cái chuyện panic sell ở thời điểm bây giờ nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy được rằng cái mọi thứ nó sẽ được thể hiện trên đường giá cho nên là việc chúng ta mua vào ở thời điểm bây giờ nó sẽ hết sức là rủi ro và cái vùng entry để chúng ta mua vào thì cần phải có một cái nhịp confirm khá là chắc chắn nữa thì chúng ta mới nhảy vào mua thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi vào trên H4 và đối với H4 ở đây nếu tại vùng giá này nó hồi lên nhanh chóng thì chúng ta sẽ hy vọng là nó sẽ có một cái nhịp bật lên và đi lên cao trên này. Còn hiện tại đối với cái nhịp này nếu giá nó tiếp tục đi sideways và tích lũy thêm một cái khoảng thời gian giống như cái giai đoạn trước đó ở đây nó cứ giảm xuống sau đó là đi sideways và giảm xuống đi sideways thì nó ở đây nó vẫn có hoàn toàn cái khả năng là tiếp tục xảy ra một cái nhịp tương tự và giảm xuống rồi sau đó nó sẽ đi sideways ở vùng 25.000 này và tiếp tục là giữ thêm khoản cũng như là vùng này sẽ là vùng tranh chấp tiếp theo của phe mua và phe bán để giữ xem thử là thị trường nó sẽ đi về đâu và chúng ta sẽ chuẩn bị cho kịch bản nó và quan sát thật là kỹ cho mình ở trên những cái tín hiệu ở trên các khung ví dụ như là khung H4 là khung đặc biệt quan trọng và ở đây thì đường MA vẫn đang nằm dưới và tiếp tục giảm xuống thì có khả năng là giá nó sẽ đi sideways tiếp tục cho đến ngày mai và sau đó nó chạm đường MA thì lúc đó chúng ta mới tính tiếp một cái kế hoạch và lúc đó mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em còn lại xu hướng hiện hiện tại của thị trường thì mình vẫn quan điểm đó là xu hướng giảm giá nhưng mà đó là cái chuyện xu hướng chính còn là cái vùng entry để chúng ta vào short thì bây giờ là chúng ta không có entry để short nữa mà chúng ta muốn short thì bắt buộc cần phải chờ các nhịp hồi lên của bitcoin thì chúng ta mới short được còn lại mua thì bây giờ ở vùng này thì mình vẫn chưa phải là một cái vùng mua hợp lý và quá là đẹp để cho chúng ta có thể là bỏ tiền ra đặc biệt là trước mắt còn rất là nhiều những cái rủi ro và các cái vùng gáp ở vùng bên dưới nữa cho nên nhịp này theo mình quan sát thì anh em nên bình tĩnh và chúng ta giao dịch thật là cẩn thận cũng như là nên thuận theo cái xu hướng chính của thị trường và kiên nhẫn chờ những cái lần mà giá nó bật tăng lên và sau đó nó giảm xuống thì chúng ta sẽ vào nó hợp lý hơn. Đối với những chỉ số khác đầu tiên ví dụ như là ETH thì hiện tại nó cũng tương tự như Bitcoin đã break out qua và ngày hôm qua thì mình cũng đã có nói ở trên cái video là chúng ta đang nhận thấy được rằng ETH đang đi nhanh hơn Bitcoin một nhịp và hiện tại ở đây thì ETH nó cũng đã về đến vùng Fibo 50 tức là 1515, 1514 và nó đã về cái râu nến thấp nhất là 1531 thì đối với cái nhịp này thì chúng ta đang thấy được rằng ETH nó chạy khá là nhanh và về đến vùng Fibo 50 luôn rồi Trong khi đó thì Bitcoin vùng Fibo 50 của nó thì sẽ nằm ở vùng là 20, 23 000 24 000 ở đây 23.400 23.800 đấy thì chúng ta sẽ có cái vùng Fibo của Bitcoin nó nằm ở đây thì không loại trừ cái khả năng là Bitcoin sẽ có những cái cây nến panic sell ở trên khung lớn để đẩy cái giá này nó đi xuống ở vùng dưới này và hiện tại chúng ta sẽ qua cái chỉ số BTC.D và USDT.D để xem thử dòng tiền nó đang như thế nào đối với chỉ số BTC.D đầu tiên ở trên khung D1 thì chúng ta đang thấy được rằng ngày hôm qua thì hai chỉ số này nó đã cắt qua nhau MA89 và 234 nó đã cắt qua nhau nhưng mà đối với cây nến ngày gần nhất thì cái chỉ số này nó đã tăng lên lại và kéo cái đường giá đi lên thì khả năng ở đây nó sẽ kéo MA34 và 89 nó cross tiếp tục lên lại và nó sẽ tiếp tục hình thành một cái xu hướng tăng đối với cái chỉ số là BTC.D và khi mà cái chỉ số này nó tăng thì sẽ là một cái nhịp không hề thuận lợi cho thị trường một chút nào đặc biệt là đối với Oncoin và ở trên khung H4 thì ngày hôm qua chúng ta thấy được rằng khi mà Bitcoin giảm thì gần như Oncoin nó không giảm bao nhiêu và nó trụ khá là chắc thì đó cũng là một cái vấn đề khá là bất ngờ 아 <목소리도> và thông thường đó không phải là một cái vấn đề tốt mà theo mình đó là một cái vấn đề nó xấu tại vì dòng tiền nó đang đi ngược so với xu hướng chứng tỏ là hiện tại người ta sẽ có một cái lực lượng nó sẽ bán mạnh ở bitcoin eth để qua đỡ giá cho những cái đồng altcoin này thì không phải vô tình hoặc là ngẫu nhiên mà người ta sẽ đỡ giá cho những cái đồng altcoin như thế mà có thể là đó là để người ta cố gắng giữ nhịp này và đẩy tiếp một cái nhịp fomo nữa và đó chính là một cái nhịp rất là nguy hiểm khi mà chỉ số dom này nó tăng trưởng và nó đi theo đúng cái xu hướng của nó thì cái dòng tiền sẽ bị kéo về lại bitcoin và và lúc đó anh em sẽ thấy oncoin tiếp tục đập máu và nó sẽ có những cái vùng đáy mới cho nên khi mà anh em đánh giao dịch on coi thì chúng ta cần phải biết là cái nhịp này nó không có bền vững và cái tiền chúng ta kiếm được từ on coi là một cái tiền rất là một rủi ro cho nên có tiền thì chúng ta phải tranh thủ chúng ta chốt lãi và đừng có quá tham lam đối với những cái đồng on coi đặc biệt là những cái đồng low cap nó đang được bơm ở những giai đoạn gần đây ví dụ như là cyber unif uh, uh, unfi pep các thứ thì gần như tất cả những cái dự án low cap hiện tại thì nó đều khá là dễ dàng để bơm lên và xu hướng trong ngày hôm nay đối với btc d thì mình vẫn quan điểm là một cái xu hướng tăng quay trở lại thì đối với cái nhịp này thì sẽ là giúp cho cái dòng tiền nó đi về đúng hướng tức là chuyển từ oncoin chuyển về bitcoin thì đó mới là một cái nhịp chuẩn để giúp cho thị trường nó có thể có một cái đà hồi phục nó bền vững và tốt hơn còn nếu cái nhịp đó nó không có được giữ thì theo mình thấy là cái nhịp hồi phục cho dù có xảy ra nó cũng không phải là một cái nhịp hồi phục tốt đối với usdt.d thì hiện tại nó đã lên đến cái vùng target của mình trước đó là 8.5 và cái vùng này anh em cũng thấy được là đây chính là cái vùng định mà chúng ta đã chờ đợi và usdt.d nó đã lên đến cái vùng trên này và có một cái nến h4 giảm xuống thì ở đây chính là cái dấu hiệu mà giúp cho chúng ta có thể lạc quan được một phần nào đó thì khi mà cái chỉ số dòng tiền này nó có những cái nhịp giảm sâu thì thị trường chúng ta sẽ có được những cái pha hồi phục khá là tốt và chúng ta nên quan sát cái chỉ số USDT.D này ở khu vực trên đỉnh này để xem thử là cái phản ứng giá của nó như thế nào và nó vừa có một cây nến D1 xanh thì bây giờ nó muốn giảm thì chúng ta cần phải thấy được một cây nến D1 màu đỏ nữa thì giống như cái nhịp sóng ở đỉnh lần này tạo thêm một cái cặp nến đảo chiều thì lúc đó chúng ta mới có thể tự tin vào bài toàn bộ thị trường thì chúng ta sẽ có vẻ là cái tỷ lệ chiến thắng nó sẽ cao hơn còn ở đây thì chúng ta nên quan sát để tránh khỏi cái trường hợp là chỉ số usdt.d này nó phá vỡ nó khỏi cái đỉnh 8.5 thì gần như nó sẽ đi lên rất là cao và thị trường chúng ta lại phải là nhận được những cái cú đùm và đậm máu tiếp tục cho nên anh em nên kiên nhẫn và quan sát đó là chiến lược chính trong ngày hôm nay hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là một ngày không có tin tức ảnh hưởng đến thị trường cho đến bảy giờ

thì sẽ có thông tin rất quan trọng về chỉ số CPI lạm phát và hiện tại cái chỉ số này nó đang được dự báo theo một cái chiều hướng không tốt đối với thị trường và đang có lợi dành cho USD cho nên là toàn bộ các cái nhịp hiện tại chúng ta đang đánh đều là những cái nhịp trước tin và chúng ta sẽ quan sát thật kỹ để xem thử thị trường nó có làm giá trước tin hay không và nếu không thì khả năng thị trường nó sẽ sideways cho đến cái khung giờ là 7 giờ 30 tối mai còn nếu mà có thì khả năng rất là cao là sau cái nhịp CPI này thị trường nó sẽ bắt đầu chạy những cái đợt sóng rất là mạnh và anh em chúng ta cần phải bắt được những cái nhịp sóng đó nếu nó xảy ra cái nhịp sóng giảm sau CPI thì mình nghĩ sẽ là một cái cú flash doom và nhanh chóng sau đó là trở về và phục hồi thì đó là cái nhịp chúng ta có quyền kỳ vọng còn nếu mà không thị trường nó đi sideways thì chờ sau tin tức CPI chúng ta sẽ nhận định thêm và nếu nó chưa giảm về những cái vùng cần phải giảm thì chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ nó giảm về những cái vùng đó chúng ta mới bắt đầu bắt vào thì nó sẽ an toàn nhé 24 giờ qua chúng ta đã có 163 triệu đô đã bị thanh lý khi mà Bitcoin nó có một pha giảm tối ngày hôm qua và chắc chắn rồi đa số tỷ lệ là thanh lý 24 giờ vẫn là các cái lệnh long 86 trăm 88 trăm vẫn là lệnh long đã bị thanh lý còn lại 4 giờ qua chúng ta đã có là 80 phần trăm lệnh short đã bị thanh lý khi mà giá nó đã phục hồi từ khu vực đáy ở lên thì cho nên đó chính là lý do vì sao mình bảo là anh em không nên short tại khu vực hỗ trợ là bởi vì thế chúng ta sẽ không thể nào tránh khỏi những cái nhịp hồi phục của thị trường tỷ lệ long và short hiện tại thì chúng ta đang thấy được rằng phe Short vẫn đang áp đảo hơn so với phe long Nhưng mà trên một số sàn ví dụ như OKX 4 giờ qua thì phe long đang áp đảo hơn so với phe short Còn 24 giờ thì mình nghĩ vẫn đang khá là cân bằng và nhìn hơn cho phe short một xíu thôi khoảng 5.1% Số lượng order book hiện tại thì đang đặt long ở khu vực an toàn là 24.600 Và anh em đang thấy được rằng cái nền giá order book bắt đầu nó giảm về những cái vùng khá là sâu 26, 24.600 Đây là một cái vùng ngay ở cái râu nến cũ ở trên cái chạc của Bitcoin Future ở trên sàn Binance Thì người ta đang đặt ở dưới cái đỉnh, à dưới cái đáy này ở cái râu nến cũ này còn lại vùng short thì đang đặt ở khoảng 25.300 25.400 và khá là mỏng ở vùng trên này cho nên là nếu mà thị trường ở đây nó tăng trưởng thì mình nghĩ là nó sẽ tăng trưởng nhanh chóng bay qua khỏi cái vùng 25.000 năm này và lên đến đâu đó khoảng tầm 26.000 Tuy nhiên là để mà lên được thì bắt buộc nó cần phải có một cái lực lên thật là mạnh và cái khối lượng audiobook này hiện tại người ta đang đặt khá là an toàn chứng tỏ là tâm lý thị trường hiện tại vẫn chưa thực sự là tự tin vào cái vùng giá hiện tại là đã có thể bay được rồi một chỉ số nữa đó là chỉ số tâm lý về thị trường fear and Rich và mình muốn cập nhật cho mọi người hiện tại chỉ số này sau ngày hôm qua nó đã quay trở lại cái mức 30 một con số rất là thấp và gần như là thấp nhất từ cái thời điểm mà Bitcoin về đến khu vực là 16.000 từ năm ngoái cho đến bây giờ sau đó là nó hồi phục thì chỉ số này luôn luôn duy trì ở quen ngưỡng 50 40 và ngày hôm qua thì nó đã xảy về cái con số là 30 và thông thường giống như cái giai đoạn trước thì khi nào mà cái chỉ số này nó về dưới 20 thì gần như đó là một cái thời điểm mà chúng ta đã có thể tự tin để chúng ta mua vào rồi còn lại nằm ở 30 thì theo mình thấy vẫn là một cái ngưỡng nó chưa thực sự phải là một cái tâm lý quá hoảng loạn ở trên thị trường và vẫn có rất là nhiều người và người ta vẫn cố gắng và mua ở giai đoạn bây giờ cho nên là đối với các cái nhịp này tâm lý thị trường nó đã thể hiện thì chúng ta cũng nên quan sát và nếu mà anh em vào mua thì cũng nên chia cái volume ra chia cái vốn của chúng ta mua chứ không nên vào tất cả một cái dòng tiền lớn ở một cái thời điểm thì nó sẽ rất là rủi ro khi mà thị trường nó đang nằm trong một cái xu hướng giảm khá là căng thẳng như giai đoạn bây giờ. Ok những cái chiến lược chi tiết hơn mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em ở trong channel telegram và anh em nào muốn tham gia vào channel vip để có thêm những cái lệnh giao dịch trading trong ngày anh em có thể vào telegram và pm cho admin farm vô cực cũng như là hoặc là anh em bấm vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả của video này để tham gia vào trading cùng với bên mình hàng ngày và các kèo mình vẫn liên tục post và giúp cho anh em trading ở trong đó nhé. Rồi chúc tất cả anh em chúng ta có một ngày mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời và đừng quên là nhịp này anh em hãy quan sát và cảm nhận thị trường một cách thật là kỹ càng trước khi ra bất kỳ một cái quyết định nào dù mua hay là dù bán và chúc cho tất cả anh em chúng ta sẽ có một cái ngày và một cái giai đoạn một cái tháng giao dịch thật là thuận lợi và cái tháng này gần như là một tháng tiền đề rất là quan trọng cho nên mọi người hãy cố gắng bám bám sát và follow theo các video của mình mình sẽ tiếp tục và cố gắng đồng hành cũng như là chia sẻ một cách chi tiết nhất cho tất cả anh em cảm ơn một lần nữa và xin chào hẹn gặp lại